Xin chào các bạn, tiếp tục video hôm nay mình sẽ tiến hành tạo răng module của bánh răng trên máy bào đứng. Đứng hay còn gọi là máy sọc hoặc là máy sọc then. Máy này hiệu Yamagi của Nhật Bản. Bánh răng này có hai tầng răng sát nhau nên không thể thoát dao được trong quá trình lăn răng trên máy lăn. Ở đây mình đã gia công sẵn phần phôi của bánh răng. Phần đuôi mình đã để dư dài hơn một ít để khi kẹp trên mâm kẹp sẽ chắc chắn hơn trong quá trình bào. Đây là cán dao mình đã phay sẵn một rãnh ở giữa để đặt mũi thép gió vào và dùng que hàn inox để hàn cố định lại. Đây là hai con dao bào mình đã hàn xong và mình đã mài theo biên dạng của hai loại răng. Bây giờ mình sẽ tiến hành bào tầng răng nhỏ ở trên trước. Do ban đầu mình không thể quay quá trình căn tâm dao của bánh răng này nên mình sẽ quay thêm một đoạn video để bổ sung. Căn chỉnh dao bào thì cần căn chỉnh độ nghiêng của dao và căn tâm của dao. Ở đây mình sẽ ví dụ bằng phôi bánh răng khác. Trước tiên để căn chỉnh độ nghiêng của dao, mình sẽ vẽ một hình vuông trên phôi. Khi đã có một hình vuông trên phôi thì mình sẽ ráp dao bào vào và nới lỏng con tán cố định của cùm dao để mình có thể xoay điều chỉnh dao. Mình sẽ đo và căn để đỉnh dao và đáy dao nằm đều ở trong hình vuông. Như vậy là dao đã ngay, khi mình bào răng sẽ không bị nghiêng. Còn bây giờ mình sẽ căn dao ở giữa tâm của bánh răng bằng cách mình sẽ quay và đưa dao ra giữa lỗ trong của bánh răng và dùng thước để đo khoảng cách từ đỉnh dao đến mép lỗ sao cho hai bên có khoảng cách đều nhau là dao đã ở giữa tâm. Khi bào sẽ không bị lệch răng qua một bên. Đây là cách mình thường dùng để căn dao. Nếu răng có biên dạng đỉnh là vuông hoặc là thang thì sẽ dễ căn hơn là đỉnh răng tròn như bánh răng lần này, nên mình sẽ cần phải căn kỹ hơn. Sau khi căn tâm xong, các bạn nhớ khóa băng ngang của máy để cố định lại. Đây là biên dạng thực tế của răng sau khi bào. Ok, quay lại với nhân vật chính của hôm nay. Bây giờ mình sẽ tiến hành bào răng. Thường thì ở những răng đầu tiên mình sẽ bào chiều sâu ít hơn để có thể sửa lại được nếu cần chỉnh lại dao. Thank you.
Sau khi đủ một vòng răng thì mình sẽ tiến hành bèo lại những răng đầu tiên mình đã để dư chiều sâu. Như vậy là mình đã bào xong tầng răng đầu tiên. Đây là dao sau khi bào xong một vòng răng. Nhìn vẫn còn khá ổn, chưa bị mòn và mẻ. Tiếp đến là tầng răng thứ hai. Tầng răng này côn 4 độ nên mình sẽ điều chỉnh độ côn trên băng dao. Máy bèo này có thể điều chỉnh được tối đa là 5 độ. Máy bèo này có du xích là 360 độ. Ở đây mình bèo 36 răng thì mình chỉ cần quay 10 độ trên một răng. Sau khi bào răng xong, mình sẽ gửi đi xử lý nhiệt để tạo độ cứng. Đây là bánh răng sau khi xử lý nhiệt về. Mình đã tiện láng lại các kích thước. Ok, như vậy là mình đã gia công xong bánh răng, được tạo răng module từ máy bào đứng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có thắc mắc hay góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!